gà con nhút nhát. Trong khu rừng nọ, có một cô gà nhí, tính tình nhút nhát, hay suy diễn và lo sợ vẫn vơ. Một hôm, trời nắng nóng, gà nhí đang đứng hóng mát dưới bóng cây sồi có tán thật to, thì một quả sồi khô bỗng rơi từ trên cây xuống trúng ngay đầu cô bé. Chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân gì xảy ra, gà nhí đã vội vàng cho đó là một mảng trời bị rơi ra. Hết sức hoảng hốt, cô nàng ba chân bốn cẳng chạy ngay đến nhà bạn bè để loan báo. Đầu tiên, gà nhí chạy đến nhà gà tây lờ kỳ. Nhưng dù cô gõ cửa đến mỏi cả tay, luôn miệng kêu la là trời sắp sập, lờ kỳ vẫn không trả lời tiếp đến, cô chạy đi tìm ngỗng Lucy. Nhưng trái với vẻ hốt hoảng cuốn cuồng của gà nhí, Lucy vẫn hờ hững và thản nhiên trước tin tức cô nàng thông báo. Điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi, vì Lucy đã quá hiểu tính tình nhát gan và hay quan trọng hóa vấn đề của bạn mình. Thì chỉ vài ngày trước đây, gà nhí cứ nhắc đi nhắc lại chuyện ngày tận thế của thế giới, rồi còn lo âu đến mất ngủ vì suy nghĩ mãi về những quả banh chơi gôn mà các nhà du hành vũ trụ đã từng đánh trên mặt trăng có thể gây ra những vụ va chạm khủng khiếp với trái đất bất cứ lúc nào tay vẫn không ngơi đánh bóng bộ lông của mình ngỗng lucy thờ ơ giải thích rằng cô không thể cùng gà nhí đi báo tin vì đã có hẹn với các bạn ngỗng của mình không nản lòng nàng gà nhút nhát lại vội băng đến nhà sói lucy Sói Lucy cười hình hệt khi nghe gà nhí kêu la âm ý. Trời sắp sập rồi, trời sắp sập rồi. Thật ra Lucy vẫn luôn theo dõi và lợi dụng những nỗi sợ hãi phi lý của gà nhí để tìm cơ hội làm ăn. Hắn đã từng bán cho gà nhí những sản phẩm bảo hiểm với giá trên trời. Bảo hiểm do người bị sao hỏa tấn công, bảo hiểm do mặt trăng rơi xuống đầu. Thật không may cho gà nhí là cô đến nhà sói Lucy lúc hắn ta đang nằm rên rỉ trên giường vì đói. Đã mấy ngày liên tiếp, sói Lucy không bắt được con mồi nào để ăn. Vừa trông thấy gà nhí, Lucy liền lập tức ngồi bật dậy và nhìn cô bé với cặp mắt thèm thuồng. Rồi vờ như vô tình, hắn sập mạnh cánh cửa, đóng lại lối ra duy nhất của gà nhí. Trong giây lát, gà nhí dẫn ra tình huống ngặt nghèo của mình. Hít một hơi dài, cô cố gắng giữ bình tĩnh và cân nhắc các khả năng trốn chạy. Cửa ra đã bị khóa, gà nhí cũng không thể áp đảo nổi tên sói to khỏe nếu phải đấu tay đôi. Chỉ còn cách duy nhất là dùng mẹo. Một ý tưởng lóe lên trong đầu gà nhí. Biết sói Lucy là người rất hấu ăn. Cô liền liến thoáng nói cho hắn nghe về công thức làm nước sốt gia truyền của mình. Vừa nói, cô bé vừa nhích dần về phía bếp thích chí, tên sói già vẫn tai say sưa nghe. Chờ khi Lô -xì mất cảnh giác, gà nhí liền vớ lấy cái chảo rán, đập mạnh vào đầu tên sói. Khi hắn vừa gục xuống bất tỉnh, gà nhí giật vội chiếc chìa khóa, tra vào ổ và cuốn cuồng tháo chạy ra phía làng. Sau lần ấy, gà nhí nhận ra được sức mạnh tiềm ẩn của mình và trở nên mạnh mẽ hơn. Cô bắt đầu biết đối diện với những thử thách gặp phải trong cuộc sống hàng ngày, bằng một thái độ bình tĩnh để rồi tìm ra cách giải quyết thật sáng tạo dần dần gà nhí cũng từ bỏ được lối suy si diễn chủ quan và tiêu cực cô đã nhận ra rằng không có vấn đề gì là không có giải pháp chỉ cần ta thật sự muốn tìm ra nó luôn nhìn vào mặt tích cực của mọi vấn đề hãy tìm biện pháp hơn là tìm lý do điều đó sẽ khiến bạn tự tin vượt qua mọi thử thách gà con nhút nhát Trong khu rừng nọ, có một cô gà nhí, tính tình nhút nhát, hay suy diễn và lo sợ vẫn vơ. Một hôm, trời nắng nóng, gà nhí đang đứng hóng mát dưới bóng cây sồi có tán thật to, thì một quả sồi khô bỗng rơi từ trên cây xuống, trúng ngay đầu cô bé. Chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân gì xảy ra, gà nhí đã vội vàng cho đó là một mảng trời bị rơi ra. Hết sức hoảng hốt, cô nàng ba chân bốn cẳng chạy ngay đến nhà bạn bè, để loan báo. Đầu tiên, gà nhí chạy đến nhà gà Tây Lơ Kỳ. Nhưng dù cô gõ cửa đến mỏi cả tay, luôn miệng kêu la là trời sắp sập, Lơ Kỳ vẫn không trả lời. Tiếp đến, cô chạy đi tìm ngỗng Lucy. Nhưng trái với vẻ hốt hoảng cuốn cuồng của gà nhí, Lucy vẫn hờ hững và thản nhiên trước tin tức cô nàng thông báo. Điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi, vì Lucy đã quá hiểu tính tình nhát gan và hay quan trọng hóa vấn đề của bạn mình. Thì chỉ vài ngày trước đây, gà nhí cứ nhắc đi nhắc lại chuyện ngày tận thế của thế giới, rồi còn lo âu đến mất ngủ vì suy nghĩ mãi về những quả banh chơi gôn mà các nhà du hành vũ trụ đã từng đánh trên mặt trăng, có thể gây ra những vụ va chạm khủng khiếp với trái đất bất cứ lúc nào. Tay vẫn không ngơi đánh bóng bộ lông của mình ngỗng Lucy thờ ơ giải thích rằng cô không thể cùng gà nhí đi báo tin vì đã có hẹn với các bạn ngỗng của mình. Không nản lòng, nàng gà nhút nhát lại vội băng đến nhà sói Lucy. Sói Lucy cười hình hệt khi nghe gà nhí kêu la âm ý. Trời sắp sập rồi, trời sắp sập rồi. Thật ra Lucy vẫn luôn theo dõi và lợi dụng những nỗi sợ hãi phi lý của gà nhí để tìm cơ hội làm ăn hắn đã từng bán cho gà nhí những sản phẩm bảo hiểm với giá trên trời bảo hiểm do người bị sao hỏa tấn công bảo hiểm do mặt trăng rơi xuống đầu thật không may cho gà nhí là cô đến nhà sói lucy lúc hắn ta đang nằm rên rỉ trên giường vì đói đã mấy ngày liên tiếp sói lucy không bắt được con mồi nào để ăn vừa trông thấy gà nhí lucy liền lập tức ngồi bật dậy và nhìn cô bé với cặp mắt thèm thuồng rồi vờ như vô tình hắn sập mạnh cánh cửa đóng lại lối ra duy nhất của gà nhí trong giây lát gà nhí nhận ra tình huống ngặt nghèo của mình hít một hơi dài cô cố, cố gắng giữ bình tĩnh và cân nhắc các khả năng trốn chạy cửa ra đã bị khóa gà nhí cũng không thể áp đảo nổi tên sói to khỏe nếu phải đấu tay đôi chỉ còn cách duy nhất là dùng mẹo một ý tưởng lóe lên trong đầu gà nhí. Biết sói lô là người rất hấu ăn. Cô liền liến thoáng nói cho hắn nghe về công thức làm nước sốt gia truyền của mình. Vừa nói, cô bé vừa nhích dần về phía bếp. Thích chí, tên sói già vẫn tay say sưa nghe. Chờ khi lô mất cảnh giác, gà nhí liền vớ lấy cái chảo rán, đập mạnh vào đầu tên sói. Khi hắn vừa gục xuống bất tỉnh, gà nhí giật vội chiếc chìa khóa, tra vào ổ, và cuống cuồng tháo chạy ra phía làng sau lần ấy gà nhí nhận ra được sức mạnh tiềm ẩn của mình và trở nên mạnh mẽ hơn cô bắt đầu biết đối diện với những thử thách gặp phải trong cuộc sống hàng ngày bằng một thái độ bình tĩnh để rồi tìm ra cách giải quyết thật sáng tạo dần dần gà nhí cũng từ bỏ được lối suy si diễn chủ quan và tiêu cực cô đã nhận ra rằng không có vấn đề gì là không có giải pháp chỉ cần ta thật sự muốn tìm ra nó luôn nhìn vào mặt tích cực của mọi vấn đề hãy tìm biện pháp hơn là tìm lý do điều đó sẽ khiến bạn tự tin vượt qua mọi thử thách gà con nhút nhát. Trong khu rừng nọ có một cô gà nhí tính tình nhút nhát, hay suy diễn và lo sợ vẫn vơ. Một hôm trời nắng nóng, gà nhí đang đứng hóng mát dưới bóng cây sồi có tán thật to thì một quả sồi khô bỗng rơi từ trên cây xuống trúng ngay đầu cô bé. Chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân gì xảy ra, gà nhí đã vội vàng cho đó là một mảng trời bị rơi ra. Hết sức hoảng hốt, cô nàng ba chân bốn cẳng chạy ngay đến nhà bạn bè để loan báo. Đầu tiên, gà nhí chạy đến nhà gà tây lờ kỳ. Nhưng dù cô gõ cửa đến mỏi cả tay, luôn miệng kêu la là trời sắp sập, lờ kỳ vẫn không trả lời tiếp đến, cô chạy đi tìm ngỗng Lucy. Nhưng trái với vẻ hốt hoảng cuốn cuồng của gà nhí, Lucy vẫn hờ hững và thản nhiên trước tin tức cô nàng thông báo. Điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi, vì Lucy đã quá hiểu tính tình nhát gan và hay quan trọng hóa vấn đề của bạn mình. Thì chỉ vài ngày trước đây, gà nhí cứ nhắc đi nhắc lại chuyện ngày tận thế của thế giới, rồi còn lo âu đến mất ngủ vì suy nghĩ mãi về những quả banh chơi gôn mà các nhà du hành vũ trụ đã từng đánh trên mặt trăng có thể gây ra những vụ va chạm khủng khiếp với trái đất bất cứ lúc nào tay vẫn không ngơi đánh bóng bộ lông của mình ngỗng lucy thờ ơ giải thích rằng cô không thể cùng gà nhí đi báo tin vì đã có hẹn với các bạn ngỗng của mình không nản lòng nàng gà nhút nhát lại vội băng đến nhà sói lucy Sói Lucy cười hình hệt khi nghe gà nhí kêu la âm ý. Trời sắp sập rồi, trời sắp sập rồi. Thật ra Lucy vẫn luôn theo dõi và lợi dụng những nỗi sợ hãi phi lý của gà nhí để tìm cơ hội làm ăn. Hắn đã từng bán cho gà nhí những sản phẩm bảo hiểm với giá trên trời. Bảo hiểm do người bị sao hỏa tấn công, bảo hiểm do mặt trăng rơi xuống đầu. Thật không may cho gà nhí là cô đến nhà sói Lucy lúc hắn ta đang nằm rên rỉ trên giường vì đói. Đã mấy ngày liên tiếp, sói Lucy không bắt được con mồi nào để ăn. Vừa trông thấy gà nhí, Lucy liền lập tức ngồi bật dậy và nhìn cô bé với cặp mắt thèm thuồng. Rồi vờ như vô tình, hắn sập mạnh cánh cửa, đóng lại lối ra duy nhất của gà nhí. Trong giây lát, gà nhí dẫn ra tình huống ngặt nghèo của mình. Hít một hơi dài, Cô cố gắng giữ bình tĩnh và cân nhắc các khả năng trốn chạy. Cửa ra đã bị khóa, gà nhí cũng không thể áp đảo nổi tên sói to khỏe nếu phải đấu tay đôi. Chỉ còn cách duy nhất là dùng mẹo. Một ý tưởng lóe lên trong đầu gà nhí. Biết sói Lucy là người rất hấu ăn. Cô liền liến thoáng nói cho hắn nghe về công thức làm nước sốt gia truyền của mình. Vừa nói, cô bé vừa nhích dần về phía bếp thích chí, tên sói già vẫn tai say sưa nghe. Chờ khi Lô mất cảnh giác, gà nhí liền vớ lấy cái chảo rán, đập mạnh vào đầu tên sói. Khi hắn vừa gục xuống bất tỉnh, gà nhí giật vội chiếc chìa khóa, tra vào ổ và cuốn cuồng tháo chạy ra phía làng. Sau lần ấy, gà nhí nhận ra được sức mạnh tiềm ẩn của mình và trở nên mạnh mẽ hơn. Cô bắt đầu biết đối diện với những thử thách gặp phải trong cuộc sống hàng ngày, bằng một thái độ bình tĩnh để rồi tìm ra cách giải quyết thật sáng tạo dần dần gà nhí cũng từ bỏ được lối suy si diễn chủ quan và tiêu cực cô đã nhận ra rằng không có vấn đề gì là không có giải pháp chỉ cần ta thật sự muốn tìm ra nó <laughs> luôn nhìn vào mặt tích cực của mọi vấn đề hãy tìm biện pháp hơn là tìm lý do điều đó sẽ khiến bạn tự tin vượt qua mọi thử thách gà con nhút nhát Trong khu rừng nọ, có một cô gà nhí, tính tình nhút nhát, hay suy diễn và lo sợ vẫn vơ. Một hôm, trời nắng nóng, gà nhí đang đứng hóng mát dưới bóng cây sồi có tán thật to, thì một quả sồi khô bỗng rơi từ trên cây xuống, trúng ngay đầu cô bé. Chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân gì xảy ra, gà nhí đã vội vàng cho đó là một mảng trời bị rơi ra. Hết sức hoảng hốt, cô nàng ba chân bốn cẳng chạy ngay đến nhà bạn bè, để loan báo. Đầu tiên, gà nhí chạy đến nhà gà Tây Lơ Kỳ. Nhưng dù cô gõ cửa đến mỏi cả tay, luôn miệng kêu la là trời sắp sập, Lơ Kỳ vẫn không trả lời. Tiếp đến, cô chạy đi tìm ngỗng Lucy. Nhưng trái với vẻ hốt hoảng cuốn cuồng của gà nhí, Lucy vẫn hờ hững và thản nhiên trước tin tức cô nàng thông báo. Điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi, vì Lucy đã quá hiểu tính tình nhát gan và hay quan trọng hóa vấn đề của bạn mình. Thì chỉ vài ngày trước đây, gà nhí cứ nhắc đi nhắc lại chuyện ngày tận thế của thế giới, rồi còn lo âu đến mất ngủ vì suy nghĩ mãi về những quả banh chơi gôn mà các nhà du hành vũ trụ đã từng đánh trên mặt trăng, có thể gây ra những vụ va chạm khủng khiếp với trái đất bất cứ lúc nào. Tay vẫn không ngơi đánh bóng bộ lông của mình, Ngỗng Lucy thờ ơ giải thích rằng cô không thể cùng gà nhí đi báo tin vì đã có hẹn với các bạn ngỗng của mình. Không nản lòng, nàng gà nhút nhát lại vội băng đến nhà sói Lucy. Sói Lucy cười hình hệt khi nghe gà nhí kêu la âm ỉ. Trời sắp sập rồi, trời sắp sập rồi. Thật ra Lucy vẫn luôn theo dõi và lợi dụng những nỗi sợ hãi phi lý của gà nhí để tìm cơ hội làm ăn hắn đã từng bán cho gà nhí những sản phẩm bảo hiểm với giá trên trời bảo hiểm do người bị sao hỏa tấn công bảo hiểm do mặt trăng rơi xuống đầu thật không may cho gà nhí là cô đến nhà sói lucy lúc hắn ta đang nằm rên rỉ trên giường vì đói đã mấy ngày liên tiếp sói lucy không bắt được con mồi nào để ăn vừa trông thấy gà nhí lucy liền lập tức ngồi bật dậy và nhìn cô bé với cặp mắt thèm thuồng rồi vờ như vô tình hắn sập mạnh cánh cửa đóng lại lối ra duy nhất của gà nhí trong giây lát gà nhí nhận ra tình huống ngặt nghèo của mình hít một hơi dài cô cố, cố gắng giữ bình tĩnh và cân nhắc các khả năng trốn chạy cửa ra đã bị khóa gà nhí cũng không thể áp đảo nổi tên sói to khỏe nếu phải đấu tay đôi chỉ còn cách duy nhất là dùng mẹo một ý tưởng lóe lên trong đầu gà nhí. Biết sỏi Lucy là người rất hấu ăn. Cô liền liến thoáng nói cho hắn nghe về công thức làm nước sốt gia truyền của mình. Vừa nói, cô bé vừa nhích dần về phía bếp. Thích chí, tên sói già vẫn tai say sưa nghe. Chờ khi Lucy mất cảnh giác, gà nhí liền vớ lấy cái chảo rán, đập mạnh vào đầu tên sói. Khi hắn vừa gục xuống bất tỉnh, gà nhí giật vội chiếc chìa khóa, tra vào ổ, và cuống cuồng tháo chạy ra phía làng sau lần ấy gà nhí nhận ra được sức mạnh tiềm ẩn của mình và trở nên mạnh mẽ hơn cô bắt đầu biết đối diện với những thử thách gặp phải trong cuộc sống hàng ngày bằng một thái độ bình tĩnh để rồi tìm ra cách giải quyết thật sáng tạo dần dần gà nhí cũng từ bỏ được lối suy si diễn chủ quan và tiêu cực cô đã nhận ra rằng không có vấn đề gì là không có giải pháp chỉ cần ta thật sự muốn tìm ra nó luôn nhìn vào mặt tích cực của mọi vấn đề hãy tìm biện pháp hơn là tìm lý do điều đó sẽ khiến bạn tự tin vượt qua mọi thử thách gà con nhút nhát. Trong khu rừng nọ, có một cô gà nhí, tính tình nhút nhát, hay suy diễn và lo sợ vẫn vơ. Một hôm, trời nắng nóng, gà nhí đang đứng hóng mát dưới bóng cây sồi có tán thật to, thì một quả sồi khô bỗng rơi từ trên cây xuống, trúng ngay đầu cô bé. Chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân gì xảy ra, gà nhí đã vội vàng cho đó là một mảng trời bị rơi ra. Hết sức hoảng hốt, cô nàng ba chân bốn cẳng chạy ngay đến nhà bạn bè để loan báo. Đầu tiên, gà nhí chạy đến nhà gà Tây Lơ Kỳ. Nhưng dù cô gõ cửa đến mỏi cả tay, luôn miệng kêu la là trời sắp sập, Lợ Kỳ vẫn không trả lời tiếp đến, cô chạy đi tìm ngỗng Lucy. Nhưng trái với vẻ hốt hoảng cuốn cuồng của gà nhí, Lucy vẫn hờ hững và thản nhiên trước tin tức cô nàng thông báo. Điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi, vì Lucy đã quá hiểu tính tình nhát gan và hay quan trọng hóa vấn đề của bạn mình. Thì chỉ vài ngày trước đây, gà nhí cứ nhắc đi nhắc lại chuyện ngày tận thế của thế giới, rồi còn lo âu đến mất ngủ vì suy nghĩ mãi về những quả banh chơi gôn mà các nhà du hành vũ trụ đã từng đánh trên mặt trăng có thể gây ra những vụ va chạm khủng khiếp với trái đất bất cứ lúc nào